Xin chào mừng quý bà con cùng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá sầu riêng được phát trên kênh Cuộc Sống Nhà Nông của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Được mệnh danh là vua trái cây Việt, chỉ trong tháng 5 và 6, sầu riêng đã thu về hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ hoạt động xuất khẩu. Với diện tích khoảng 151.000 ha sầu riêng được trồng tại nhiều tỉnh thành ở nước ta, năm nay sản lượng sầu ước tính khoảng 1,5 triệu tấn. Loại trái cây này của nước ta thu hoạch rải vụ, có quanh năm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Song cao điểm thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, tức thời điểm này đã bước vào chính vụ thu hoạch nên sầu riêng xuất khẩu tăng mạnh. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành Lào Cai, lượng hoa quả tươi xuất khẩu trung bình mỗi ngày khoảng 100 xe thì có đến hơn 90 xe là sầu riêng. Thống kê từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, sầu riêng tiếp tục dẫn đầu kim ngạch trong nhóm rau quả xuất khẩu chủ lực của nước ta. Hiện kim ngạch xuất khẩu sầu riêng gấp 4 lần so với thanh long, loại quả từng giữ vị trí đầu bảng trong nhóm rau quả xuất khẩu. Cục Bảo vệ thực vật cũng khuyến cáo các địa phương và doanh nghiệp cần giám sát chặt mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tránh tình trạng thu mua hàng hóa từ những nơi không được cấp phép, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp chân chính. Trung Quốc vẫn tăng mua sầu riêng của Việt Nam, song doanh nghiệp cần cẩn trọng hơn về mã số vùng trồng cũng như chất lượng sầu riêng xuất khẩu sang thị trường tỷ dân này. Giá sầu riêng miền Tây, sầu riêng ri 6 loại A 64.000 đến 66.000 đồng một ký, loại B 47.000 đến 50.000 đồng một ký, loại C 35.000 đến 37.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái loại A 98.000 đến 102.000 đồng một ký, loại B 77.000 đến 82.000 đồng một ký và loại C 54.000 đến 57.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 70.000 đồng một ký, loại B 58.000 đồng một ký, loại C 35.000 đồng một ký. Musakin loại A 115.000 đồng một ký, loại B 80.000 đồng một ký, loại C 60.000 đồng một ký. Mon thông loại A 97.000 đồng một ký, loại B 78.000 đồng một ký và loại C 53.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Đông, sầu riêng ghi 6 loại A 64.000 đến 66.000 đồng một ký, loại B 47.000 đến 50.000 đồng một ký, loại C 34.000 đến 37.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái loại A 98.000 đến 102.000 đồng một ký, loại B 77.000 đến 81.000 đồng một ký và loại C 54.000 đến 57.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 62.000 đồng một ký, loại B 45.000 đồng một ký, loại C 32.000 đồng một ký. Musakin loại A 105.000 đồng một ký, loại B 75.000 đồng một ký, loại C 57.000 đồng một ký. Mon thông loại A 97.000 đồng một ký, loại B 78.000 đồng một ký và loại C 53.000 đồng một ký. Giá sầu riêng Tây Nguyên, sầu riêng ri 6 loại A 62.000 đến 66.000 đồng một ký, loại B 47.000 đến 50.000 đồng một ký, loại C 34.000 đến 37.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái loại A 95.000 đến 100.000 đồng một ký, loại B 75.000 đến 80.000 đồng một ký và loại C 52.000 đến 55.000 đồng một ký. Giá sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ri 6 loại A 130.000 đồng một ký từ 1 ký 8 trở lên, ri 6 loại B 115.000 đồng một ký từ 1 ký 6 trở lên. Sầu riêng Thái loại A 148.000 đồng một ký, loại B 127.000 đồng một ký. Mon thông loại A 145.000 đồng một ký từ 2 ký rưỡi trở lên, mon thông loại B 125.000 đồng một ký từ 1 ký 8 trở lên. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá sầu riêng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.